Vâng, và bây giờ chúng ta mỗi đội sẽ có một câu hỏi mình mà chúng ta đến đội nhanh nhất. Xin mời anh chị đã chỉ đấy 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 MC em xin đấy này, anh cho thiết kế một cái ý tưởng của mình ạ. Đây, đưa, tùng tùng cầm luôn cả hai chai đấy, tùng cầm hết đấy. Đây, ok. Đây là cái màu này của chúng tôi là không được như muốn, nên là tôi sẽ giải thích cho nó dễ. À, bởi vì công ty chúng ta là công ty của Việt và Việt Nam, Việt Nhật. À, nghĩa là màu đỏ là màu tròn là của nước Nhật và màu sau vàng là của Việt Nam. Chúng tôi là tượng trưng nên là sự liên kết của giữa hai nước. Vâng, quá là tuyệt vời đúng không ạ? Với ý nghĩa của chúng ta sẽ tạo nghĩa cho mình. Vâng, và bây giờ phần quan trọng nhất, anh sẽ đến tên đội của chúng ta, tên đội gì đó.